Xin chào tất cả các bạn, Jenny đã quay trở lại với lại một cái trò thuật bài mới này. Thì ở đây ấy, mình sẽ sử dụng một cái bộ bài đầy đủ 52 lá bài. Mình hoàn toàn có thể xào bài lên. Ok, trước mặt khán giả mình sẽ xào bộ bài này lên như thế này. Bạn có thể thấy là bộ bài hoàn toàn lộn xộn, các lá bài nó khác nhau ha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra 11 cái lá bài như vậy. Đó. Và với 11 cái lá bài này thì bây giờ mình muốn khán giả là nghĩ đến một con số bất kỳ từ 0 cho tới 10. Đó, và khi mà các bạn nghĩ ra con số nào thì các bạn sẽ lấy bấy nhiêu lá từ phần đầu của cái pack bài này, mình bỏ nó xuống cuối của cái pack bài này, xong sau đó các bạn thu lại và trải nó ra như cũ giúp mình. Ví dụ chẳng hạn như là các bạn nghĩ đến con số 4 thì các bạn sẽ lấy 4 lá từ phần đầu, các bạn đưa nó xuống cuối như này, sau đó các bạn gom lại đấy, rồi các bạn sẽ trải nó ra lại như cũ như vậy. À, đó, trong tất cả các quá trình bạn làm thì mình sẽ quay lưng đi và hoàn toàn không nhìn bất kỳ cái hành động nào của bạn cả, để mình không biết được là bạn chọn con số mấy, đồng ý không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ quay lưng đi và bạn nghĩ đến một con số bất kỳ ha, có chưa? Rồi sau đó bạn hãy lấy số lá ở trên đầu, đưa nó xuống cuối như này, gom bài lại, rồi và sau đó thì bạn trải nó ra lại dù mình. Ok, bây giờ mình có thể quay lại được chưa? Rồi, khi mà mình quay lại được rồi, bây giờ mình sẽ cố để đoán xem là cái con số bạn chọn lúc nãy là con số nào ha. Mình đoán con số bạn chọn khi nãy là con số 2, phải không ạ? Chính xác chứ? Ok, nếu mà bạn chưa đủ tin tưởng thì mình sẽ làm lại thêm một lần nữa cho bạn ha. Đó, bây giờ nhá, mình cũng quay lưng đi này, bây giờ mình quay đi này thì không nhìn gì, bạn nghĩ được một con số dùng mình đi, bất kỳ con số nào từ 0 tới 10 cũng được à. Có chưa? Rồi bạn lấy cái số lá ở trên đầu của bài tương ứng với con số đấy, bạn cho nó xuống cuối của bài dùng mình, xong chưa? Sau đó bạn gom lại và bạn trải nó ra. Ok, mình có thể quay lại chưa? Rồi ok, khi mình quay lại rồi này, bây giờ mình sẽ đoán thử xem con bài của bạn là con số mấy ha. Con số của bạn sẽ là con số 5, chính xác không ạ? Ok, và đấy là phần biểu diễn trích này, cảm ơn tất cả bạn đã xem.